Không bị lam là chị nè. Để nó giòn đó, cái bạc này nó giòn đó, chứ không thôi là nó rất đại lập. Nó là thiếu giòn nữa, thêm thiếu giòn gì đây nghe, chứ không nó không giòn á. Được dâu rồi. Nhiều rồi, thêm dâu rồi. Chị bên này nhanh cái mấy. Ui, nó có cái gì vậy? Flip rồi, cô bỏ bì sprout mà. Flip rồi, cô bỏ bì sprout như vậy. This is not crispy, nó không có giòn nè. Thấy không? Đang dạy cổ tố thôi. Thấy tê rồi nha. Chị nó flip. Flip two side với bên sau. Mình kéo rồi nghe chưa chín rồi đó. Mưa nữa nè. Cơm hai cả đang đùa đùa chứ không có chứ. Ngon chưa? Lạc vò đó, lạc vò. Cái này hình như nó bị dính chảo rồi đó. À đây nè. Chạy đúng cái nào mà suy nghĩ đúng cái cái đó đó ui mẹ ê tao không biết làm con này có bay ra chỗ cái bạn bạn nhỏ lửa lại đi nha. Mà nhỏ nữa là đấy nè. Ê khó ấy. Như nó bị cháy à. Nó chưa giòn. Chưa giòn. Đi cái đất. Trời ơi. Thế thì có cần chỉ có cần lật lại không? Đang lật lại là mới bỏ đi sao? Ok. Rồi, chị nói đi. You wanna help you? Không à? Can you smaller please? Làm sao động cá? Bố mà nổ á. Không quên. Không quên. Đây là chị tôi nghĩ một bát con kia. Đẹp tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn. Ở đây nè. Mười lăm hai mươi. Cái chả cũng dính rồi. Không có đi nhiều lửa nhiều lửa. Bỏ tám ba bình. Đấy là cạo ra đi đó. Thì giờ ngồi vô coi cạo đó được chứ. Nghe thương cho bọn chứ. Wow, nó chết. Nó quá. Không đau mà đi tìm gì. Tôi quay từ dài. Khả năng là gió chào. Khả năng là gió mìn. Chân tay coi. Đây là cái đầu đẹp rồi đấy. Chỉ mỏng quá. Chứ nó bị thêm công rồi. First time, right?